Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tử Vi và Cuộc Sống của Trung tâm Đào tạo Marketing Online Duy Anh Web. Xem tử vi tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Một tổng quan về tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng năm 2022 Nhâm Dần, nam và nữ mạng năm 1999 tuổi Kỷ Mão, tức tuổi con mèo, thường gọi là Sơn Lâm Chi Mão, tức mèo ở rừng, mệnh thổ, thành đầu thổ, nghĩa là đất trên thành. Mệnh thổ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, thổ sinh kim, sinh xuất, địa chi, mão gặp dần, bình thường, thiên can, kỷ gặp nhâm, bình thường, sao chiếu mệnh, sao vân hán, vận hạn, hạn thiên la, vận niên, hổ nhập nội, thái tuế năm 2022, không phạm hạn thái tuế, tam tai năm 2022, không phạm tam tai, tuổi kim lâu năm 2022, phạm kim lâu tử, hạn hoang ốc năm 2022, phạm hoang ốc, lục hoang ốc, 2, sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng, sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật. Nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi. Nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới, vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn, cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. 3. Vận hạn năm 2022 của tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng, nếu gặp thiên la cảnh phòng ly cách phu thê, nhẫn nhịn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông, to tiếng kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm. An toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị, thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Hạn thiên la là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi, nếu gặp năm hạn thiên la này sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định, thiên la được hiểu là lưới. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Trời, xét về sao thiên la, trong môn tử vi đầu số, sao thiên la luôn được an cố định tại cung thìn, cùng với địa võng sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao thiên la này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng, hổ nhập nội nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn, trong năm nay bản mệnh kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn. Nhưng về sau gặp dịp may mắn phát tài, trong năm nay, bản mệnh không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường vị tha, làm phúc giúp người khác, trong nhà có việc lo cho con cháu, ngoài ra bản mệnh hay bị hiểu lầm khó thanh minh giải thích. 5. Tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm thái tuế, cụ thể tuổi Dần năm 2022, năm bản mệnh, 5 tuổi, tuổi Dần phạm trị thái tuế, hay trực thái tuế.
Vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng, tuổi Tỵ năm 2022, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo, tuổi Thân năm 2022, tuổi Thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh. Vận trình nhiều biến động, tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại, và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai, bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn, bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất, bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu, bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ. Ngọ, Mùi, bản mệnh tuổi Kỷ Mão, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình, thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu, Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ, Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà, Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản. Có nuôi vật nuôi, theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu, cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử, dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng là 24 tuổi phạm tuổi Kim Lâu. Kim Lâu Tử, 8, tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà, nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả. Trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau, nhất cát hay kiết cũng vậy, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự, nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài, tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh, tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ Thọ Tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt, lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo ra bất khả thành, theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó, đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc. Thọ tử hoặc địa sát, cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư, trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng là 24 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc, lục hoang ốc.
Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn.